はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta bước vào bài số 1 trong phần ngữ pháp. Nội dung của bài ngày hôm nay đó là giới thiệu bản thân mình. Đấy nhỉ? Giới thiệu được bản thân mình. Và trước khi được giới thiệu bản thân thì chúng ta cùng phải học một vài mẫu ngữ pháp đã. Ok. Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ học gì nhỉ? Ba phần đó là gì nhỉ? Câu khẳng định này, câu phủ định và câu nghi vấn. Đấy chưa? Khẳng định. Câu khẳng định là gì nhỉ? Đúng, câu khẳng định là gì? Là khẳng định mình là tôi là cái này là cái kia, đúng không? Vâng. Ừ. Câu phủ định là gì? Tôi không phải là thế. Đúng rồi, không phải thế này, không phải cái kia. Còn câu nghi vấn là gì? Có phải thế này không? Có phải thế này không? Đúng không nào? Hay trước tiên chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên. Câu đầu tiên là câu khẳng định. Được chưa? Hãy câu khẳng định. Ở đây chúng ta có này, có mẫu câu này. A. À. Ừ, A à, này. Chữ này là chữ gì đây? Đúng. Chữ hàng. Chữ ha, đúng rồi, chữ ha đúng không? Tuy nhiên, trong cái mẫu câu này nó sẽ đọc là wa. Đấy. Được chưa? Nhớ cho mình nhá. Nó đọc là wa. 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 Đọc như là wa. Được chưa? Ừ. Đây là AB là danh từ nhá. Danh từ. Danh từ là tôi này, là bạn này, là cái bàn, là cái ghế này. Được không? Tất cả anh từ chỉ người, chỉ đồ vật đều được hết. Ok. Ừ. Ở cuối câu sẽ có chữ gì đây? Desu. Desu, đúng rồi. Nếu mà thêm cái này lên nó sẽ là cái gì đây? Không lọt dạy dấu rồi. Dấu chấm. Chính xác. Đấy là dấu chấm đúng không? Rồi, dấu tròn tròn là dấu chấm cuối câu đấy. Desu. Chữ này đọc hả? Desu. Các lớp đọc desu. 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 Có vẻ như hơi bậy bậy trong tiếng Việt đúng không? Desu. Desu. Ừ. Nó là desu. Desu. Ừ, nhưng mà đọc nhanh sẽ là des. 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 Ok. Đấy, chẳng hạn như chúng ta có câu này. Watashi. Đúng không? Watashi. Cái gì đây? Wa. 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 Đúng rồi. Wa. Đúng không? Watashi wa. Chữ này gì đây? Vietnam Zin. Des. Đúng rồi. Watashi wa Vietnam Zin. Des. Vietnam hôm nào học rồi. Nó gì? Việt Nam. Zin đây thêm vào là gì trong từ vựng vừa học xong? Người Việt Nam. Đúng rồi. Người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. Hóa sinh là tôi đúng không? Tôi là người Việt Nam. Ở đây chữ đề sự này. Đề sự nó cũng mang nghĩa là. Ừ. Đây là theo học thuật nhé. Nhưng mà theo các cô giáo từ ngày xưa đến giờ thì cho hóa là. Được chưa? Mẫu câu coi như là, hóa đây là. Tuy nhiên theo ngôn ngữ học, theo như các cô giáo học về chuyên ngành, các cô giáo đề sự là is trong tiếng Anh ấy, là. Nên là mình cứ viết ở đây cho nó chuẩn một tí. Đây nhỉ? Thế các bạn chỉ cần nhớ đề sự đứng cuối câu này chưa? Nó gì nhỉ? Nó ám chỉ sự lịch sự, tính lịch sự trong câu nhỉ? Chưa? Không có đề sự thì sẽ không lịch sự. Nên là nói gì chúng ta thêm đề sự vào cho nó lịch sự. Được chưa? Ừ. Hiểu chưa tú? Rồi. À, ok. Các bạn không hiểu không? Hiểu rồi đúng không? Ừ. Bạn nào chưa hiểu thì cứ comment xuống nhá. Ok. Hay, thế rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào ví dụ. Ví dụ, đầu tiên này. Người kia là người Hàn Quốc. Đây, chúng ta sẽ có từ vựng là gì? Người kia này, và Hàn Quốc này. A sẽ là người kia này, B sẽ là người Hàn Quốc này. Người kia là gì? Từ vựng Anohito. Đúng rồi, Anohito. Và cái gì? Hàn Quốc là gì đây? Tú. Kankoku. Ừ. Người Hàn Quốc là Kankoku Jin. Kankoku Jin desu. Đúng rồi. Anohito wa Kankoku Jin desu. Được chưa? Anohito wa Kankoku Jin. Các ông đọc. Se no. Anohito wa Kankoku Jin desu. Se no là 2, 3 nhớ chưa? Se no. Các ông đọc. Se no nào. Se no. Se no. Được chưa? Nhớ chưa? Sau này có việc gì hay là đi chung với người Nhật hay làm gì việc gì đó, đúng không? Mình cầm trịch chẳng hạn, mình sẽ bảo xe nó. Được chưa? Đọc lại một lần nhá. Xe nó. Xe nó. Đọc cái này. Ok. Nào. Xe nó. Anohito wa Kankoku Jin desu. Hai. Anohito wa Kankoku Jin desu. Ok. Hai. Tiếp theo. Ni ban. Chết rồi. Xóa đi. Anh sang là bác sĩ. Anh sang là sang. Sang sang. Sang sang. Sang sang. Bác sĩ. Thúy. Isa. 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 Sa. Sa. Không được sa bình thường mà. Sa. Sa. Thế thì là. Sang sang wa Isa desu. Đúng không? Sang sang wa Isa desu. Được chưa? Các ông đọc. Se no. Sang sang wa Isa desu. Isa desu.
Tiếp theo, chị Trang là nhân viên ngân hàng nè. Trang là gì? Trang sàng đúng không? Trang sàng wa ginko in desu. Đúng rồi, ginko in desu đúng không? Trang sàng wa ginko in desu. Đúng không? Các bạn nhớ nhé, để làm được bài tập, để đặt được câu này thì các bạn phải nhớ từ vựng, được chưa? À, trước khi vào bài ngữ pháp này phải học thuộc từ vựng đi nhá. Đấy, xong rồi đúng không? Giờ thử đặt câu nào. Nhung thử đặt câu nè. Em là học sinh. Watashi wa gakusei desu. Hai. Watashi wa gakusei desu. Wa desu ne. Wa. Watashi wa gakusei desu. Gakusei desu ne. Thúy. Thúy là em là cô giáo. Watashi wa kyoushi desu. Kyoushi đúng không? Kyoushi. Kyoushi là giáo viên đấy. Em là giáo viên. Hoặc là watashi wa sensei desu cũng được. Đúng không? Đây là thầy cô giáo thầy giáo. Được chưa? Xong chưa? Đơn giản rồi. Ví dụ như thế này. Chúng ta nhân hóa lên. Em không phải là thế này. Em là gió, em là mây, em là thuyền, anh là biển đi. Đấy. Đúng nào? Nhân hóa được đúng không? Hai. Thì gió sẽ là kaze. 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 Kaze là gió. Được chưa? Lâu ghi vào kaze là gió này. Mây là gì? Anh là gió, em là mây. Mây sẽ là kumo. Đấy. Kaze, kumo. Đấy nhỉ? Hay. Ở đây có biển. Biển thì sẽ là umi. Umi, nhớ chưa? Thuyền của chúng ta sẽ là hune. 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 Hune, umi. Đấy nhỉ? Bây giờ Tú quay sang nói mỗi người một câu. Tú nói câu nào thì bên kia đáp trả câu đấy, được chưa? Anh là gió, anh gì đấy? Em chọn cái gì cũng được, đúng không? Quay sang Thúy trước. Watashi wa kaze desu. Watashi wa kumo desu. Quay sang bên kia. Watashi wa fune desu. Watashi wa umi desu. Hôm nay đấy. Được chưa nào? Dễ đúng không? Cả đó là kaze. Kaze. Kumo. 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 Hune. 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 Umi. 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 Được chưa nào? Umi đấy. Xong rồi. Đây là xong câu khẳng định. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu phủ định. Câu phủ định nhé. Rồi, đây là câu phủ định của chúng ta. Thấy có khác gì không nào Tú? Có. Không thấy đề sự đâu. Không có đề sự. Đây là chữ đây là đề. Đề nhưng mà đằng sau nó sẽ là chữ này đúng không? Chữ này là de ha arimasen này, đúng không? Đấy, nhưng mà chữ ha này cũng giống chữ này, đọc là wa. Nhớ chưa? Đọc là de wa. De wa. Arimasen. Arimasen. De wa arimasen. De wa arimasen. Đọc lại lần nữa nhá. De wa arimasen. 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 Ok. Vậy thì đây, một câu đây. Watashi wa Vietnamu jin de wa arimasen. Nghĩa là gì nhỉ? Tú được dịch không này? Đế wa arimasen có nghĩa là không phải ạ? Đúng rồi, là không phải. Không phải. Thấy chưa? Câu này sẽ là tôi không phải là người Việt Nam. Chính xác. Tôi không phải là người Việt Nam. Đúng không? Hay. Watashi wa Vietnamu jin de wa arimasen. Tôi không phải là giáo viên. Watashi wa kyoushi dewa arimasen. Tôi không phải là kỹ sư. Watashi wa engineer dewa arimasen. Engineer dewa arimasen. Tôi không phải là học sinh. Watashi wa gakusei dewa arimasen. Gakusei dewa arimasen desu ne. Hai. Watashi wa gakusei dewa arimasen. Được chưa nào? Hai. Đây mình sẽ có một cái bảng như thế này. Bởi vì sao? Đây là dạng lịch sự. Các bạn nhớ nhá, dewa arimasen là dạng lịch sự. Khi dạy các bạn học lần đầu tiên học tiếng Nhật thì bao giờ phải dạy dạng lịch sự, được chưa? Đây, cái dạng ngắn này của đế họa arimasen thì sẽ là dạ. Nhớ cho mình thế. Dạng ngắn của dạng ngắn của đế họa sẽ là dạ, được chưa? Dạng ngắn của đế họa. Còn dạng ngắn của arimasen sẽ là, đọc hai chữ này gì? Nai. Đúng rồi, nai. Nai. Nai, được chưa? Tuy nhiên thì nhỉ, dài hơn đây sẽ lịch sự. Được chưa? Ok. Nên là gì nhỉ? Khi mà chúng ta nói dewa arimasen hay là ja arimasen sẽ đều là lịch sự hết.
Được chưa? Vậy thế nào? Hai. Anh đọc. Dewa arimasen. Dewa arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen. Dewa arimasen. Dewa arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen. Được chưa? Hai. Khi mà chúng ta nói dewa nai hay là gì đây? Ja nai. Ja nai. Thì là dạng không lịch sự xuồng xã bạn bè đúng không? Ừ. Hai. Sensei ja ja nai. Sensei ja nai. Được chưa? Ừ. Như kiểu giả nai bên mình nhỉ? Giả nai. Ừ. Được chưa? Hay. Tú giải thích lại câu này cho mọi người xem nào. Nếu mà giải thích được sẽ hiểu. Về rút gọn của nếu ạ là dạ. Còn từ rút gọn của arimasen là nai. Arimasen sẽ dùng với phong thái lịch sự hơn là nai. Đúng rồi, ok ok. Còn nai thì dùng xuồng xã với bạn bè hoặc là những người ít tuổi hơn. Còn cái đường trước này thì chúng ta nói cái này cũng được đúng không? Cái nào cũng được. Cái nào cũng được. Nên là muốn nói ngắn hơn chỉ dùng dạng dạ này được. Dạ đi ma sen dùng nhiều hơn này nhé. Vâng. Ok. Hay, vì thế chúng ta sẽ có là cái này được rồi nhá. Được rồi đúng không? Vì thế chúng ta sẽ có là dạ đi ma sen thay đế họa bằng dạ đi ma sen. Được chưa? Hay, mất đế họa rồi. Hay, các bạn đọc là ja arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen. Ok. Tú đọc à? Watashi wa Vietnamese jin. Ja arimasen. Em không phải là người Nhật, hay nào? Watashi wa Nihonjin. Ja arimasen. Hai, Nihonjin. Ja arimasen, đúng không? Em không phải là người Hàn Quốc. Watashi wa Kankoku jin ja arimasen. Watashi wa thì giống tiếng Việt không? Watashi wa. 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 Watashi. Watashi. Vẫn wa, vẫn wa. Wa. Watashi. 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 Ok. Thực ra nói thì người ta cũng hiểu thôi, nhưng mà muốn nói cho nó hay á thì nói luyện tập nhiều là được, nghe chưa? Hai, watashi wa, watashi wa. Sau này lên cao thì mình có thời gian mình lại luyện tập lại được những cái này á. Hoặc là cố gắng về nghe nhiều clip của cô Yuka các thứ á, được chưa nhỉ? Thì sẽ luyện nhại theo cái đấy là được, được chưa? Hai. Còn thực ra trong khi học ngoại ngữ á, thì tiếng nhất là tiếng Nhật á, mình cũng không gọi là bắt ép các bạn hay là gì nhỉ? Nói các bạn nhiều về cái phát âm, là quan trọng là các bạn phải nói nhiều ra, được chưa? Cái quan trọng là trong giao tiếp là chúng ta gì nhỉ? Nói được cho phía người đối phương hiểu được là mình đang nói gì là ok rồi đúng không? Ok. Và nghe được người ta nói được gì là ok rồi đúng không? Hay ok. Xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt câu. Ok. Vẫn là mấy câu vừa nãy thôi. Là gì đây? Câu này Thúy đọc nào. Người kia không phải là người Hàn Quốc. Đang đọc. Đọc. Dịch chưa? Andohito wa Kankoku jin ja arimasen. Anoito wa Kankoku jin ja arimasen. Chữ wa, wa cái mình đọc là wa. Anoito wa. Anoito wa Kankoku jin ja arimasen. Anoito wa Kankoku jin ja arimasen. Né. Tú, câu thứ hai. San-san wa isha ja arimasen. Isha ja arimasen. Hai. Nhung. Chan-san wa Ginkoin za arimasen. Ginkoin za arimasen. Được chưa nào? Ginkoin za arimasen. Ok chưa? Hay, nghe xong phần thì nhà phủ định rồi nhá. Hay, chúng ta chuyển sang phần thứ 3 đó, phần gì nhỉ? Có nghi vấn. Được chưa? Có nghi vấn này nhé. Hay. Thầy có gì khác nào Nhung? Thêm chữ ca, ca đằng sau. Đúng rồi. So với câu khẳng định đề sự đúng không? Thì chúng ta sẽ thêm chữ ca đằng sau này đúng không? Hai, desu ka? Ka? Ka nào? Ka, ka, ka. Ka, 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 ka. Desu ka? 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 Vietnam jin 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 desu ka? Nihon jin desu ka? Nihon jin desu ka? Nihon jin desu ka? Nihon jin desu ka? 韓国人ですか? 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 韓国人ですか?
France zin desu ka? France zin desu ka? France zin desu ka? France zin desu ka? Sensei 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 desu ka? Kyoushi desu ka? Kyoushi desu ka? Kyoushi desu ka? Kyoushi desu ka? Gakusei 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 desu ka? Isha desu ka? Isha desu ka? Isha desu ka? Isha desu ka? Được chưa? Ở đây là mình ですね. Ví dụ như là mình thường thì cái câu này ví dụ là chúng ta sẽ không sử dụng từ anata ở đây, bởi vì khi mà lần đầu tiên gặp sẽ hơi thất lễ một tí nếu mà dùng từ anata. Đấy nhỉ? Ví dụ gặp một thầy cô giáo chẳng hạn, mình mà nói anata wa thì là không được nhá. Như vậy là rất là thất lễ. Đấy nhỉ? Bao giờ phải sumimasen hỏi tên trước nhỉ? Ok. Hoặc là chúng ta sẽ gì bỏ cái chủ ngữ này đi. Nếu mà trong trường hợp không biết tên chúng ta sẽ bỏ chủ ngữ đi nhá. Sumimasen. Được chưa? Nihon jin desu ka? Nhớ chưa? Cả cái cụm từ desu ka này nó bao gồm tính lịch sự rồi đúng không? Nên là chúng ta không được dùng anata wa ở đây, nhớ chưa? Ok? Nên là gì nhỉ? Cho dù chúng ta không biết tên thì chúng ta dùng từ sumimasen ở đằng trước. Sumimasen. Nihon jin desu ka? Sumimasen. Vietnam jin desu ka? Được chưa? Hai. Ok? Hai. Nên là đây mình cho tên Minh Sản là ví dụ cụ thể ở đây được. Được chưa nhỉ? Hai. Minh Sản wa Vietnam jin desu ka? Mình cũng có thể Malaysia hay là gì nhỉ? Myanmar chẳng hạn, đúng không? Hai. Ví dụ nhé. Minh Sản wa Vietnam jin desu ka? Hai. Vietnam jin desu. Minh Sản wa Vietnam jin desu ka? Yeah, Vietnam jin dạ. Yeah, Vietnam jin dạ. Arimasen. Đây chữ Hán đúng không? Chữ này là chữ jin đấy, chữ nhân đấy. Đấy nhá. Ok. Thực ra trong trên này phông chữ này thì người ta sẽ viết như thế này đúng không? Tuy nhiên trong thực tế thì viết như các bạn viết ở trong trường cấp 3 đấy, hay viết chữ này, được chưa? Đây chính là chữ nhân đấy. Chữ nhân đấy, nhớ chưa? Người đọc là jin. Thế nào? Ok chưa? Hay. Tương tự mình sẽ có câu hỏi như này đúng không? Hai. Tú đọc nào. Ano hito wa kankoku jin desu ka? Ví dụ một người kia. Ano hito wa kankoku jin desu ka? Đấy chưa? Ano hito wa kankoku jin desu ka? Chị Kỳ Thúy nào. San-san wa isha desu ka? Đúng rồi. San-san wa isha desu ka? Isha desu ka? Isha desu ka? Chan-san wa Ginkoin desu ka? Hai, Chan-san wa ginkoin desu ka? Ở đây Chan-chan desu ne. Chan tên gì nhỉ? Tên là con gái rồi đúng không? Nên là từ sau con gái thì sẽ Chan vào đây. Chan-chan wa ginkoin desu ka? Cũng được. Được chứ nào? Đấy, thế là chúng ta đã xong rồi. Không phải này rồi. Quá đơn giản đúng không? Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ học về một chút về trợ từ. Đúng không? Vừa nãy có trợ từ wa rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ học thêm một trợ từ nữa là mộ. Mộ là cũng, đấy chứ nhỉ? Đấy, tiếng Việt cũng cũng thôi. Thầy là giáo viên này, thầy kia cũng là giáo viên này. Cũng, cũng là giáo viên đúng không? Đấy, Tú là học sinh này. Cũng là học sinh, cũng là học sinh. Đấy chứ nào? Cũng đơn giản thôi. Thay qua mộ thế là cũng, đấy chứ? Tôi sẽ học sinh để chăn sáng mộ học sinh để. Ok chưa? Mộ học sinh, đơn giản. Đơn giản như đan rổ. Tiếp theo, trợ từ tiếp theo này. No là của. Được chưa nhỉ? No là của. Hai. Đây là gì đây? Em thử đọc chữ này thế nào. Dung mori đấy thì đọc là dung mori đấy nhé. Dung mori no gakusei desu. Được nhá. Thì đằng sau ý nghĩa của mình sẽ phải dịch câu này trước. Ví dụ học sinh của dung mori thì học sinh bao giờ đứng đằng sau nhé chưa? Học sinh của dung mori thì dũng mori lên đầu. Dũng mori no gakusei desu. Đấy chứ nhỉ? Ý rất là gì nhỉ? Học sinh của trường Đại học Hà Nội thì nói nào? Hà Nội. À có một chữ này. Trong này Sakura Daigaku đúng không? Chúng ta có là Hà Nội. Đây là Hà Nội. Đấy chứ nhỉ? Hà Nội Daigaku. Daigaku. No? Gakusei desu. Hanoi Daigaku no sensei desu. Sensei là gì? Giáo viên đúng không? Thầy giáo.
thầy giáo hay là cô giáo được nhé. Giáo viên dùng từ kiêu sĩ đúng không? Hai Hà Nội đại học nó kiêu sĩ đấy tất cả. Được chưa? No đấy nhé. Tương tự chúng ta sẽ có như thế này. Tọ nhân viên của Sony. Sony. Hai đây Sony đây. Tọ đây là chữ so đúng không? Ni và trường hợp Sony. Sony gì đây? Sony no kaisain desu. Hai, Sony no kaisain desu. Đúng rồi. Sony no kaisain desu. Hoặc là Sony no shain được. Shain desu nhé. Shain desu. Hai, kỹ sư của Samsung. Samsung thì các bạn cứ để nguyên cái từ này, Samsung đây. Samsung no engineer desu. Hai, Samsung no engineer desu. Hai, Samsung no engineer desu nhé. Engineer desu. Được chưa nào? Tiếp theo, số 3 này, học sinh của trường Đại học Hà Nội. Vừa nãy là giáo viên, bây giờ thay vào học sinh thôi. Viết, đọc từ nào trước? Hà Nội Đại học Hà Nội. Đây, chữ này chữ gạc xê, chữ Hán đấy, nhớ chưa? Gạc xê des. Gạc xê des. Ok chưa? Xong rồi. Hai. Đấy là gì nhỉ? Cách sử dụng của trợ từ no trong bài hôm nay, được chưa? Vâng. Hai. Cuối cùng chúng ta gì à? Giới thiệu một chút về bản thân mình. Đấy chứ nhỉ? Hai. Cái phần giới thiệu về bản thân mình này thì trong cái clip của thầy với thầy Nghĩa, phần từ vựng cũng có nói rồi đúng không? Ừ. Nên là gì nhỉ? Bây giờ sẽ ôn lại một tí thôi cho bọn em luyện tập. Được chưa? Hai. Trước khi là cái từ xin chào lần đầu tiên gặp sẽ là gì đây? Hajimemashite. Đúng rồi. Hajimemashite. はじめまして。OK? はじめまして。Em là Thúy? Thúy です。đúng rồi, không cần watashi nữa nhá. Mà chúng ta nói luôn là Thúy です。OK, Thúy です。Đây. Đúng chữ này không? Hôm nọ cô Yuka dạy viết rồi đúng không? Hai. Thúy です。Thúy です。Được chưa? Quê em ở Nam Định. Thầy Nghĩa cũng nói rồi đúng không? Nghĩa với thầy Dũng trong clip từ vựng cũng nói rồi. Có dùng từ gì nhỉ? Sushin wa Nam Định desu. Cái này này, khi mà có một danh từ riêng á, ví dụ Nam Định chẳng hạn, thì bao giờ gì nhỉ? Người ta sẽ thêm một cái dấu chấm vào giữa này. Được chưa? Chấm một cái. Sau này các bạn viết tên mình chẳng hạn, Nguyễn Văn Dũng thì chữ Nguyễn này, giữa chữ Nguyễn và chữ Văn sẽ chấm một cái ở giữa. Được chưa? Ví dụ này Nguyễn Văn Dũng nhá. Quên bán đấy, quên bán dương đấy chưa? Tên riêng thì sẽ chấm vào dương cái như thế. Đấy chưa nào? Hay em là học sinh của Dũng Mori. Đấy như nào thế? Dũng Mori no gakusei desu. Hay Dũng Mori no gakusei desu. Đúng nào? Dũng Mori no gakusei. Đấy chứ anh gakusei. Đấy chưa? Hay được không? Rất vui khi được làm quen với mọi người chẳng hạn. Cái từ mọi người không có thì nhưng mà chúng ta vẫn phải, chúng ta chỉ cần nói câu này là đủ rồi. Hai. Dozo. Dozo. Yoroshiku. 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 Onegai shimasu. Onegai shimasu. Nếu mà trong hoàn cảnh bạn bè thì chúng ta chỉ cần nói dozo yoroshiku hay là yoroshiku. Được chưa? Nên chữ đứng trước một đám đông người quen chẳng hạn đúng không? Thì mình sẽ như thế này, hoặc là người trên tuổi ấy. Được chưa? Hai, dozo yoroshiku onegai shimasu. Được chưa? Đọc lại lần nữa. Dozo. Dozo. Yoroshiku. Yoroshiku. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu. OK chưa? Vâng. Rồi, minasan desu ne. Xin chào. Bây giờ Thúy lên đứng đây nói lại một lần nữa. Đứng đây. Nói lại câu này. Không cần nhìn nữa. Tự giới thiệu đi em là Thúy. Thêm chữ minasan mà hajimemashite ở đây nhớ chưa? みなさん、初めまして。トゥイです。出身は南部林です。南部林です。うん。あ、ゾモリの学生です。ゾロ、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。オッケー。あ、なるほど。オッケー。どうぞよろしくお願いしますね。はい、どうぞ。オッケーじゃ。 Cái từ này nói nó bị vấp một tí á, nhưng mà luyện tập nhiều sẽ không sao cả. Đô dộ nhé nhé.
Yoroshiku onegaishimasu. Được chưa nào? Bao giờ nói giống như từ Ohio là được. Ohio. Nó hơi dài nó. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo. Quê em ở Nam Định này. Trong sách, đúng không? Trong sách thì gì nhỉ? Chúng ta có từ Nam Định から来ました, đúng không? Hay là gì nhỉ? Hanoi から来ました, Vietnam から来ました. Có mẫu này đúng không? から来ました, đúng không? から来ました là đến, から là từ, từ đâu đến ấy. Ví dụ, tôi từ Nam Định đến, nó gì nhỉ? Phỏng theo từ where from, I'm from, cái gì đó đúng không? Cái này là I'm from Hanoi, I'm from Nam Định này, I'm from Việt Nam này. Tuy nhiên thì người Nhật người ta ít dùng này. Thực ra khi mà người Nhật với nhau á, người ta toàn dùng sushin thôi. Nên là vừa nãy thầy sử dụng cái mẫu câu kia, được chưa? Hay còn cái mẫu câu này thường sẽ dành cho người nước ngoài á. Khi mà gặp người nước ngoài, người Nhật người ta này, cũng hay nói kiểu này. Đấy nhỉ? Ok chưa? Rồi. Nên là này, trong sách các bạn thấy này thì vẫn cứ đọc theo trong sách được. Hoặc là khi mà giới thiệu nó đông thì các bạn cứ dùng từ sushin cũng được. Ok chưa? Rồi, tiếp theo. Khi mà muốn giới thiệu một người thứ ba, có ba người đúng không? Mình là sẵn, cô chi đào ạ. Đây là, cái từ này chúng ta sẽ học trong bài 3 này. Cô chi đào. Dạng lịch sự của cô trong bài 3 ấy. Nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ học luôn trong bài này để giới thiệu thêm một người thứ ba chẳng hạn, đúng không? Ví dụ bây giờ mình sẽ giới thiệu Nhung với tất cả mọi người chẳng hạn, đúng không? Mình là sẵn, cô chi đào ạ, đúng không? Nhung lên đây này. Nhung đế. Bây giờ mình nói thêm nó, xong tí nữa Nhung lại nói giới thiệu với mọi người, được chưa? Trong sách nó có một bài phỏng như thế mà. Đây nhỉ. Hai, đứng luôn đây. Hai, mina san. Hai, kochira wa Nhung san desu. Lại xong chào nữa. Hai, mina san, hajimemashite. Mina san, hajimemashite. Xong chào. Nói một loạt cái câu rồi đi. Đấy. Em tên là Nhung gì nhỉ? Quê em ở Nam Định đấy. Nói luôn. Nói luôn nào. Nói lại thế nhá. Nói lại, nói luôn đi. Mia san, hajimemashite. Nhung desu. Sushin wa betoshi desu. Zumori no gakusei no. Zumori no gakusei desu. Dozo, yoroshiku onegaishimasu. Được chưa nhỉ? Hiểu chưa nhỉ? Hai, Tu-san. Tu-san. はい、皆さん、こちらはトゥ、トゥさんです。はい、皆さん、はじめまして。トゥです。出身はハノイ、ハノイです。ズモリの学生です。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。どうぞ。大丈夫。はい、だいぶ今日は chỉ có thế thôi。mấy cái mẫu câu này các bạn nói hay phết rồi đấy。chắc là nhà cũng là luyện tập rất là nhiều rồi đúng không? Cantan. Ok, các bạn đứng sau ống kính cũng luyện tập thật là nhiều mấy cái mẫu câu này vào nhá. Ok chưa? Hay. Xong thì các bạn cố gắng xem clip tiếp theo. Clip thì sẽ luyện tập cùng ba bạn ở đây các phần Densu A, Densu B, Densu C nhá. Được chưa? Hay. Ok, vậy là bài học của chúng ta kết thúc tại đây rồi đấy. Hay, các bạn đứng dậy nào. Không nói câu tiếng Anh kết thúc bài học. Kết thúc bài học à? À quá, thì bây giờ thầy nói lại câu này nhá. Kyo wa, hôm nay à. Giờ nếu mà owarimashou wa. Nếu mà đi. Ok. Được rồi, con giờ bỏ ra học một cái từ nhỉ. Nếu mà owarimashou. Đấy chứ nhỉ? Nếu mà owarimashou. Hoặc là có một từ đó là gì? Nhật nó hay là koko de owarimasu. Kết thúc tại đây. Kyo wa koko de owarimasu. Vậy thì hôm nay kết thúc tại đây nhá. Nên nghỉ ở đây nhá. Có phải viết không? はい、ではここで今日はここで終わります。はい、ほんなら順番はもっと長いんじゃ。では終わりましょうのは、では終わりましょう、終わりましょう。でじゃ、では終わりましょう。で結構なんじゃ。はい、で順番結束なお。Kết thúc nào? Ê, nhưng mà để nói cho tự nhiên thì thầy hay nói kiểu nếu ạ. Kiểu ạ. Vậy thì hôm nay kết thúc ở đây. Vậy thì hôm nay kết thúc ở đây nhé. Koko de. À koko de. Nhầm chữ này rồi. Để thành chữ koko. 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 Koko de. Owarimasu. Owarimasu. Nhưng mà kiểu ạ koko de owarimasu.
tức là gì? Vậy thì hôm nay kết thúc ở đây đây nha. À, bên trên là gì nhỉ? Vậy thì kết thúc thôi. Vậy thì được chưa? Ừ, còn thầy giáo sẽ nói cái câu này. Ừ. Được chưa? Hay, bây giờ thầy nói câu này là các em tự hiểu đúng không? Kyo là hôm nay nhỉ? では今日はここで終わります。はい。Thì nó sẽ tự nhiên hơn là cái câu này. では終わりましょう。Câu này cũng được nhưng mà câu này thích câu này hơn. Được chưa? À, các bạn, 今日はここで終わります。Bỏ từ đấy. はい、では皆さん、今日はここで終わります。はい。はい、立って立って。Đứng dậy, đứng dậy. はい、皆さん、ありがとうございました。先生、ありがとうございました。はい。皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、さよなら。Xin chào các bạn. Vâng thưa các bạn, ở cuối những clip dạy ngữ pháp đầu trong chương trình N5, mình sẽ cùng với cô Yuka sửa cho các bạn một số lỗi phát âm mà chúng ta thường gặp phải. Các bạn hãy cùng nghe kỹ xem mình có bị gặp phải những lỗi này không các bạn nhé. Xuất xin wa Vietnam desu. Xuất xin wa Vietnam desu. San san wa Isa desu. San san wa 医者です。あの人は韓国人じゃありません。あの人は韓国人じゃありません。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。Ở trong bài số 1 này các bạn có thể thấy là lỗi phát âm rất là cơ bản mà chúng ta thường gặp phải đó là âm si, chữ si. Các bạn chú ý là trong tiếng Nhật ấy, phát âm của chữ này nó phải là sờ nặng. Ở trong tiếng Việt của chúng ta đọc là si, si chứ không phải sờ nhẹ, đó là si, si. Điển hình đó là từ watashi, watashi tức là tôi đúng không ạ? Các bạn thường phát âm sai thành watashi, watashi. Một số trường hợp khác, ví dụ như là khi chúng ta nói về xuất thân của chúng ta ở đâu, đó là từ shishin. Shishin thì các bạn nhớ đọc là sờ nặng chứ không phải là sờ nhẹ. Chứ không phải chúng ta đọc là xuất sinh mà phải là shishin. Shishin. Tiếp theo đó là các bạn hãy chú ý tới những phát âm của chữ ghép. Ví dụ như là sha, sha. Cái này thì các bạn lưu ý là mình cũng phát âm là sờ nặng chứ không phải sờ nhẹ. Ví dụ như là kai sha, kai sha chứ không phải là kai sa. Không phải là kai sạ nhé, kai sạ hay là y sạ, y sạ. Tất cả đều là sở nặng các bạn nhé, trong chữ ghép, ok. Và những chữ mà có thêm tên tên, ví dụ như là si, hai phẩy thì đọc là ji. Và âm này cũng thế các bạn nhé, chúng ta phải đọc nó nặng, jin dạ. Ví dụ như là người Việt Nam, đúng không ạ? Vietnam jin, Vietnam jin. Chúng ta phát âm nặng cái ji, chứ không phải là chúng ta đọc là gì nhỉ? Vietnam Jin, Vietnam Jin, không phải các bạn nhé, mà nó là Vietnam Jin, Vietnam Jin. Hay là Yoroshiku, 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 hoặc là gì nhỉ? Hajimemashite, Hajimemashite. Ở trong này thì nó bao gồm cả hai âm là Ji và Shi. Hai cái này thì các bạn chú ý là phát âm nặng cho mình. Hajimemashite, Hajimemashite, chứ không phải là Hajimemashite. Hajimemashite, cái này hoàn toàn sai các bạn nhé.